Xin kính chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Tin cực nóng, hôm nay bất ngờ Mỹ dồn toàn lực dội bom Trung Quốc lẫn Campuchia vì tội bí mật bắt tay nhau đàn áp các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, tình hình khu vực châu Á nói chung và khu vực Biển Đông nói riêng đang ở trong một tình thế hết sức nguy hiểm khi chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen liên tục ký các quyết định cho phía Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng trên đất của Campuchia. Đổi lại, phía chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ bơm cho chính quyền ông Hun Sen một lượng tiền được cho là cực lớn. Điều này làm dấy lên mối lo ngại cho an ninh trong khu vực. Sự nguy hiểm trên còn được đẩy lên cao khi ngày hôm qua, phía chính quyền ông Hun Sen của Campuchia lại tiếp tục ký một thỏa thuận cho phía Bắc Kinh đem tàu khảo sát, đem giàn khoan cũng như con người đến thăm dò khai thác dầu khí trên vùng biển, trên vùng lãnh hải của Campuchia, bất chấp những lời cảnh báo trước đó từ các nước trong khu vực. Nhưng không hiểu sao chính quyền của Thủ tướng Hun Sen lại làm như vậy. Câu hỏi đặt ra là có phải Campuchia muốn kết thân với Trung Quốc hay không, hay là do chính quyền ông Hun Sen đã nhận một khoản tiền lót tay khổng lồ từ chính quyền Trung Quốc, nên bây giờ buộc phải đành cho phía Bắc Kinh muốn làm gì thì làm trên chính đất nước của mình. Còn nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc muốn kết thân với Campuchia để lợi dụng chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen hòng thực hiện âm mưu khống chế khu vực Đông Nam Á, đồng thời thách thức Mỹ. Campuchia không biết rằng điều đó là rất nguy hiểm bởi nó sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh trong khu vực, nơi 9 nước ASEAN còn lại đang có sự đoàn kết cao độ trước sự bành trướng của phía Trung Quốc, thì một mình Campuchia lại đi kết thân với cả chính phủ Bắc Kinh. Thưa quý vị, trước tình hình cấp bách và nguy hiểm trên, chính quyền Tổng thống Biden đã quyết định điều quân đội mang theo 10.000 lính chuyên nghiệp cùng một tàu chiến cỡ lớn, một tàu sân bay USS hiện đại bậc nhất của hạm đội Thái Bình Dương, cùng 5 máy bay B-52 mang theo bom đồng loạt xuất kích dội bom, hòng phá nát các căn cứ quân sự được cho là mối hiểm họa, nguy hiểm và phía Bắc Kinh đang cho xây dựng đồn trú trên chính đất nước của Campuchia, đồng thời dập tắt mọi âm mưu mà chính quyền ông Tập Cận Bình và chính quyền ông Hun Sen đang ngấm ngầm đi đêm, cấu kết bắt tay với nhau phản bội các nước trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng hành vi trên của Campuchia làm dấy lên mối lo ngại trong khu vực cũng như làm mất lòng tin đối với các nước khi dày công tin tưởng Thủ tướng ông Hun Sen. Thưa quý vị, tình hình hiện tại ở Campuchia đang hết sức phức tạp và đáng báo động khi quân đội của Trung Quốc trong những năm vừa qua đã tràn sang đất nước của Campuchia để lập các căn cứ quân sự nhằm thị uy sức mạnh để dương oai với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thách thức thế giới trong đó có Mỹ. Cho nên Hoa Kỳ đã cho đồng loạt quân đội dội bom lên các căn cứ của Trung Quốc ở đất nước Campuchia là một điều rất đáng hoan nghênh và thế giới luôn chung tay ủng hộ. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy của Hoa Kỳ cho biết, chính quyền ông Tập Cận Bình đã bơm một lượng tiền được cho là rất lớn cho chính phủ Campuchia. Đổi lại, chính quyền ông Hun Sen phải cấp cho phía Trung Quốc một số khu vực chiến lược có vị trí địa chính trị thuận lợi để phía Bắc Kinh xây dựng, lập các căn cứ quân sự nhằm tiến tới xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực để nhằm mục đích kiểm soát khu vực Đông Nam Á trước khi tiến tới lên làm bá chủ của thế giới. Nguồn tin của Mỹ còn cho biết, đây là một bước đi trong kế hoạch dài hạn của chính quyền Trung Quốc, đó là đầu tiên xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm các nước láng giềng, tiến tới làm bá chủ của thế giới, chiếm lĩnh vị trí số 1 của Mỹ theo đúng ý đồ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Nhận thấy điều nguy hiểm nói trên, chính quyền Tổng thống ông Joe Biden đã rất nhanh chóng điều máy bay B-52 áp sát các căn cứ quân sự mà Trung Quốc đang cho xây dựng trên đất của Campuchia. Tại căn cứ quân sự có tên là Dream, thuộc thành phố Sihanoukville, nơi được cho là phía Trung Quốc đang cho đặt rất nhiều kho vũ khí, tên lửa, tàu chiến, hệ thống radar và sân bay quân sự để khống chế khu vực Đông Nam Á. Theo các chuyên gia quân sự trên thế giới cho biết, rất có thể trong tuần tới, chính phủ Tổng thống Biden sẽ cho Hải quân Không quân của Hoa Kỳ dội bom phá nát, phá hủy các căn cứ này của phía Trung Quốc và Campuchia vì cho rằng nó đã gây ra mối nguy hiểm cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời đe dọa tới các căn cứ quân sự mà Mỹ đang đặt tại một số nước đồng minh của mình ở châu Á. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, chính quyền ông Hun Sen đã bị mờ mắt vì đồng tiền khi mà Trung Quốc đã tung ra một lượng tiền được cho là cực lớn để mua chuộc các căn cứ quân sự của Campuchia và chính phủ ông Hun Sen đã đồng ý.
đặt bút ký cho chính quyền ông Tập Cận Bình dùng căn cứ quân sự tại quân cảng Rim thuộc thành phố Sihanoukvo trong vòng 100 năm, nơi được cho là cực kỳ thuận lợi cho lĩnh vực quân sự. Và các chuyên gia cho rằng chính quyền của ông Tập đã lập mưu đồ thành công khi mà dùng tiền bơm vào Campuchia để thôn tính. Mục đích là để chiếm được các căn cứ quân sự trọng điểm này để thách thức thế giới, trong đó có Mỹ. Và bây giờ, nhiệm vụ của Tổng thống Joe Biden là dội bom phá nát các căn cứ quân sự kể trên. Nếu không, nó sẽ gây ra nguy hiểm cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Thưa quý vị, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, đã có một thỏa thuận mật khi ngày hôm qua, chính quyền Campuchia lại ký kết một quyết định cho phía Bắc Kinh khai thác dầu khí tại vùng biển của Campuchia. Các nhà quan sát cho biết, nếu như cứ đà này xảy ra mấy bữa nữa, quân đội, không quân, hải quân và các công ty dầu khí của Trung Quốc sẽ tràn hết sang đất của Campuchia. Khi đó, chính quyền ông Hun Sen sẽ bị xóa sổ và thay vào đó là một miền đất mới mang tên Trung Cộng. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới của Anh cho biết, cách đây 10 ngày, trong lúc mà phía Trung Quốc và tất cả các nước trên thế giới đang căng mình chống chọi lại với cả dịch bệnh gây ra, thì Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen đã bất ngờ xuất hiện ở Bắc Kinh. Câu hỏi đặt ra là trong bối cảnh dịch bệnh đó, ông ta xuất hiện ở Trung Quốc để làm gì? Có rất nhiều ý kiến cho rằng ông ta xuất hiện ở Trung Quốc là để thể hiện tình cảm của Campuchia đối với Trung Quốc. Ông ta xuất hiện ở Trung Quốc là để nịnh Trung Quốc, để vay tiền Trung Quốc. Nhưng có một vài ý kiến khác cho rằng ông Hun Sen xuất hiện ở Bắc Kinh là để ký kết với Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình liên quan tới việc Trung Quốc sắp tới sẽ thuê một khu đất rừng rộng lớn của Campuchia để xây dựng tiếp một căn cứ quân sự. Đổi lại, chính quyền ông Hun Sen sẽ nhận một khoản tiền trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc. Đó là lý do vì sao mà trong lúc bệnh dịch đang hết sức nguy hiểm và khẩn cấp thì ông Hun Sen lại có mặt tại Bắc Kinh trong đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng. Thưa quý vị, theo một nguồn tin mật báo từ Mỹ cho biết, hôm kia, Bộ Mỏ và Năng lượng của Campuchia đã ra một thông báo cấp phép thăm dò dầu khí trên biển cho một công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc. Theo nguồn tin, ông Chep Sua, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu Mỏ, Bộ Mỏ và Năng lượng của Campuchia cho biết, chính phủ của ông Hun Sen đã cấp phép cho một công ty của Trung Quốc đang có vốn đầu tư tại Bắc Kinh được phép thăm dò dầu khí, mang theo tàu thuyền, mang theo giàn khoan và tàu khảo sát, cũng như là con người đến vùng biển, đến vùng lãnh hải của Campuchia để khai thác dầu khí. Hiện nay, các công ty này đang nghiên cứu về trữ lượng dầu mỏ tại khu D thuộc lãnh hải của Campuchia. Sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu trữ lượng, công ty của Trung Quốc sẽ được cấp visa và cấp phép để khai thác dầu khí tại vùng biển này. Các nhà quan sát cho rằng đó là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi vì nó sẽ gây ra mối an nguy cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng khi có phía Trung Quốc nhúng tay vào và chúng ta phải hết sức cảnh giác với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo nguồn tin từ Mỹ thì ông Chep Sua của Campuchia còn tiết lộ thêm giấy phép thăm dò dầu khí này có thời hạn là 100 năm, được chia làm hai giai đoạn. Khu vực thăm dò dành cho các công ty của Trung Quốc với diện tích bề mặt hơn 5.000 km2 trên mặt biển. Trước đó, chính phủ của ông Hun Sen cũng đã cấp phép cho công ty của Singapore được khai thác dầu khí tại khu A với hy vọng sẽ bơm được lô dầu khí đầu tiên vào giữa năm 2021. Mặc dù theo dự án ban đầu, sản lượng dầu khí của lô A sẽ khiêm tốn, nhưng chính phủ Campuchia hy vọng đây sẽ là một bước tiến đầu tiên trong việc phát triển ngành dầu khí của nước này và Campuchia hy vọng sự kết hợp với phía Trung Quốc sẽ đem lại lợi nhuận cũng như đem lại một nguồn tiền khổng lồ cho Thủ tướng ông Hun Sen. Thưa quý vị, theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết thì Trung Quốc đang cho xây dựng một sân bay cỡ lớn, một khu dựng rộng trên đất của Campuchia và đó là một điều cực kỳ nguy hiểm. Thông tin từ Mỹ cho biết sân bay có tên là Dakasako do nhà thầu của phía Trung Quốc đã xây dựng và hình thành trong một khu rừng rộng hoang sơ ở tây nam của Campuchia khi được hoàn thành vào năm tới. Sân bay quốc tế có tên là Dakasako ở tỉnh Cô Công sẽ sở hữu đường băng dài nhất Campuchia. Được biết gần đó các công nhân đang miệt mài đốn các cây xanh trong rừng để tạo ra một khoảng đất rộng lớn cho các nhà thầu của Trung Quốc. Các nhà quan sát cho rằng tại các dự án lân cận do nhà thầu Trung Quốc đang triển khai ở đất Campuchia làm dấy lên mối lo ngại rằng Bắc Kinh đang có những kế hoạch biến Campuchia trở thành một tiền đồn quân sự cho riêng mình và Bắc Kinh không lâu sau sẽ xâm chiếm được Campuchia. Tại sao Trung Quốc lại muốn xây dựng đường băng trong rừng rậm của Campuchia? Đó là một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm cũng như thắc mắc.
công trình này sẽ giúp cho Trung Quốc phát huy được sức mạnh không quân toàn diện để khống chế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi đối với cả Mỹ, khi mở rộng nó sẽ ảnh hưởng tới nước ngoài. Trung Quốc phải cạnh tranh với chiếc ô an ninh mà Mỹ đã dựng lên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ những thập kỷ trước. Thưa quý vị, tại khu vực bờ biển Dagao Sako ở Tây Nam Campuchia, giới chức quân sự Mỹ cho biết Trung Quốc đã bơm một lượng tiền khổng lồ cho chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen, đổi lại Bắc Kinh sẽ nhận được một khoản đất rất lớn để xây dựng các căn cứ quân sự và sau này chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ cho hải quân, không quân cũng như quân đội đồn trú tại đất nước của Campuchia. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, thì Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia đang có xu hướng quay lưng lại với Washington và kết thân với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Trong khu vực đã dấy lên mối lo ngại rằng các đường băng, các căn cứ quân sự của Bắc Kinh đang đồn trú tại đất của Campuchia. Nó vượt xa tầm kiểm soát của các nước trong khu vực và bất kỳ bước đi nào của chính phủ Campuchia nhằm hoan nghênh quân đội của Trung Quốc hiện diện ở nước này đều làm xáo trộn hòa bình cũng như ổn định trong khu vực. Và hy vọng trong thời gian tới, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ điều quân đội hải quân không quân của Hoa Kỳ dội bom phá nát các căn cứ quân sự cũng như là sân bay, bến cảng mà phía Bắc Kinh đang cho xây dựng trên đất của Campuchia để trả lại sự bình yên cũng như là an ninh, an toàn cho khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, tất cả các tin tức và các diễn biến liên quan tới tình hình phía Trung Quốc đang xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng trong rừng trên đất của Campuchia, chúng tôi sẽ thu thập và cập nhật cho quý vị và các bạn tin tới. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.